Không nghỉ để nhân dân được bình yên là chủ trương mà Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Và chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, phá thành công 3 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin và 162.000 viên ma túy tổng hợp. Hồi 7 giờ ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 124D, bắt quả tang đối tượng Vừa A Dế, sinh năm 1999, trú tại bản Mường tỉnh A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 102.000 viên ma túy tổng hợp, có khối lượng hơn 8 kg, một xe mô tô, 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, hồi 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phá thành công chuyên án 224T, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Hưng, sinh năm 1992, trú tại bản Pom Mỏ Thái, xã Thanh Chăn, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin cùng nhiều vật chứng có liên quan. Khai thác nhanh đối tượng, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng có liên quan là Lò Văn Hải, sinh năm 1988, Quang Văn Phong, sinh năm 1987, Lò Thị Thanh, sinh năm 1983, cùng trú tại bản Pom Mỏ Thái, Lò Thị Kiên, sinh năm 1987, trú tại bản Púng Ngịu, xã Thanh Chăn, đồng thời tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Lò Thị Hồng, sinh năm 1983, trú tại bản Xôm, xã Thanh An, giữ 15,81 gram heroin, 0,07 gram ma túy tổng hợp. Chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ, đến 8 giờ 20 phút ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phá thành công chuyên án 224S, bắt quả tang đối tượng Giàng A Sùng, sinh năm 1995, trú tại bản Hủy Xua, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, được đối tượng cất giấu trong ba lô cá nhân. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án để kịp thời động viên khích lệ tinh thần của cán bộ chiến sĩ và mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm vì một Điện Biên an toàn, thịnh vượng.